Wow, chào hai bạn Lim Lạc nhá. Wow, các bạn chào Lim Lạc nhá. Ô Lim Lạc hôm nay có cái lều bóng mới thế nhở? Nhưng mà sao ít bóng thế này? Ít quá nhở? Thế bây giờ cậu sẽ làm ảo thuật lấy thêm bóng cho hai bạn nhá. Hãy xem đây. Máy bay thả bóng đến. Wow, ô vẫn ít quá nhở? Bây giờ sẽ làm một xô bóng đến nhá. Hai bạn sẵn sàng chưa? Rồi, đợi đây. Xô bóng đến đây. Sẵn sàng chưa hai bạn ơi? Phát này là chơi lớn luôn nhá, đổ phát ập luôn nhá. Phê nhá. Phê như con TT luôn. Phê chưa? Thích chưa? Nhiều bóng chưa? Wow, có đủ các màu luôn các bạn nhá. Xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng có hết. À, không có màu trắng nào. Màu đỏ, màu nước biển, màu tím, màu hồng, màu xanh lá cây kìa, màu cam kìa. Wow, nhiều bóng quá, thích chưa? Ui, con tiếng cá sấu đâu ấy? Ui, có con gì đấy? Ôi, có nhiều con gì chưa các bạn ơi? Ném nó đi hai bạn ơi. Wow. Ôi, có nhiều con gì chưa? Cá kìa, khủng long kìa, cá sấu kìa. Wow, ném thôi. Ôi. Ui, nhiều. Cá kìa, ném cá đi hai bạn ơi. Hai bạn ơi, ngồi xuống ném. Vâng. Wow. Ôi. Có cá khủng long kìa. Ném con cá sấu đi. Tiêu diệt cá sấu đi. Chết chưa? Vỡ đầu chưa? Ném con khủng long cho nó ngã đi. Ngã chưa? Ngã rồi. Gãy đầu đến nơi rồi. Sắp gãy đầu rồi. Ô, có cá nữa kìa. Đây rồi, cá đến rồi. Bắt lấy cá cho vào rộng. Rồi, bắt được một con cá rồi. Để dinh. Bắt con kia. Ô, con cá sắp đến rồi, chuẩn bị bắt con cá nhá. Ôi, con cá bơi đến kìa. Bắt đi. Ô, bắt được con cá cho vào rộng. Rồi, cho vào lều luôn. Cho vào lều bóng nhá, tắt đi. Rồi, bắt được một con cá rồi. Rồi, ô, con cá sấu sắp đến kìa. Ném đi, tiêu diệt đi. Anh Lạc ơi, ném khủng long này. Lim ơi, ném khủng long này, khủng long đang đến này. Ném gãy cổ nào. Chết chưa. Bắt luôn, làm thịt luôn. Rồi, bắt được rồi. Bắt luôn, cho vào lều. Mang về làm thú nuôi nhá. Cá sấu với khủng long đang đến gần lều để tấn công rồi. Hai bạn ơi, mau ném tiêu diệt nó đi. Ui, ném trúng vào. Tiêu diệt con cá sấu, tiêu diệt. Bắt luôn. Wow. Hai bạn bắt hết được các con để mang về làm thú nuôi nhá. Úi dồi ôi, quá siêu. Nào, để xem nào. Úi dồi ôi, bắt được khủng long này, cá sấu này, cá này, nhiều nhá. Ôi các bạn ơi, wow, mệt quá. Các bạn ơi, video chơi lều bóng đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Chào tạm biệt các bạn.